Hả? Đồ đáng ghét, không phải thức ăn đâu, tránh ra chỗ khác. Nó chỉ có một mình thôi, nó sẽ không làm được gì tụi mình đâu. Bọn chúng kéo tới kìa. Ôi không, nó không đơn độc. Cố gắng lên các cậu, cùng nhau bảo vệ cái trứng, đừng để bị cướp. Được. Đừng có lo, tụi mình sẽ bảo vệ bạn. Giờ phải làm sao? Các cậu nghe mình nói đây. Hãy đợi bọn đây nó đến gần hơn, rồi ra tay. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Đừng có chạy, dừng lại ngay. Phun nước. Đó là cái giá mà cậu phải trả khi cố gắng ăn trộm trứng. Mắc bẫy rồi. Móng vuốt khủng long bạo chúa tấn công. Đã bắt được rồi. Bina, cậu vẫn ổn đó chứ? Mình nặng lắm có phải vậy không? Đừng lo, mình cân được mà. Cảm ơn Bin nhiều lắm. Không có gì. Hả? Giờ tụi mình phải làm sao đây? Mình không biết. Đưa cái trứng đây. Đưa đây. Đây là kẻ trộm trứng mà các cậu nhắc đến sao? Ông Rachio Sagrat. Kẻ trộm trứng đáng ghét kìa, mày sẽ phải đến mùi chiếc sừng của tao. Ông Triceratop, đi chỗ khác chơi đi, nếu không tao sẽ dẫm mày dẹp lép. Tôi không cần nữa. Những nhà thám hiểm tài ba. Xin chào. Nhấn đây để đăng ký kênh nha.